Chạy mô tô sướng lắm mày. Tao có mô tô chạy á. Mày thấy rồi 15 tao đẹp không? Đẹp, sướng lắm á. Đẹp, đẹp. Ờ nhưng mà con này nó mỏi quá. Tao muốn có chiếc xe mà nó rẻ rẻ mà nó đi làm mà cho nó thoải mái á. Nó cũng có kiểu dáng mô tô thể thao luôn á. Mỏi gì? Thế này là ổn nơi thanh niên mà chơi mấy con này. Mỏi lắm, mỏi lắm. Giờ có con nào mà nó thoải mái xíu á. Thế bây giờ mày có mấy chục triệu? Giờ thì có khoảng 4 mấy triệu, 45 triệu. 45 triệu hả? Tao mua được suy rồi. Nghĩ đó. Mua được rồi. Đây nè, mày thấy cái gì đâu? Đây nè, đó. Minh Biker. Chính xác. Mày hãy liên hệ ngay cho anh Minh Biker. Ok. Đó, anh sẽ tìm cho mày một con xe 40 triệu, vừa chạy khỏe nè. Nó giống mô tô luôn, mô tô luôn. Mô tô thể thao luôn. Đúng rồi, chính xác. Rồi con về giới thiệu anh. Thôi, cái này liên hệ cho anh Minh, anh Minh giới thiệu đi. Ok. Ok. Lời của anh em yêu cầu, anh em có muốn có một số tiền rất là nhỏ, tầm 40 mấy triệu, đây thì mình đem đến cho anh em một con xe chỉ có 46 triệu thôi, nhưng mà đi lại trong thành phố, đi làm, đi chơi rất là ok. Thì đây xin giới thiệu với anh em, đó là con TFX 150. Nó là tiền thân của em MT15 sau này đó. Thì ở cái số tiền này thì anh em có thể mua GXS. Rồi GXS nè. À, những dòng nách coi thử coi, Suzuki Bandit nè. Rồi CB150 là không có rớ tới được. CB150 rất là mắc, sao mấy 70, 80 là. Rồi thì ở 46 triệu thì mình sẽ được những gì? 46 triệu thì mình được những gì? Thì ở con này 46 triệu thì anh em sẽ có sở hữu được cái bình xăng gần 10 lít, đi xa rất là ok. Phuộc thì gì? Phuộc upside down. Quay gần cho anh em xem phuộc upside down. Ở đây dán là giả Olin nè, thấy không? Phuộc upside down rất là xịn sò. Đó. Thì con xe này có sẵn ốc vàng ha, cho nó phù hợp với upside down. Thì mấy ốc này cũng không bao nhiêu tiền đâu ha. Ở con xe này một cái điều đặc biệt anh em sẽ biết thì cái bánh nó sẽ bự hơn, vì cái size này lên trùng size với R15 luôn. Cái size của TFX chỉ có 130 thôi, nhưng mà cái size của con xe này hiện tại là đã lên là size lớp sau là 140, lớp trước là cùng size với R15 luôn á. Đây, lớp trước của nó là 110, cùng size với em R15 phía sau. Chứ zin của nó là không to gì đâu, cặp vỏ rất là xịn. Nè, gai nè, full gai, thấy chưa? Đó. Thấy chưa, vỏ mới tinh. Đây, quay phía sau. Đó. Và con xe này biển số thành phố Hồ Chí Minh. Đây, 59. Biển số thành phố Hồ Chí Minh. Tại vì mình không có muốn công khai cái biển số lên, tại vì có người thích có người không, anh em hiểu không? Đây, anh em mua xe cứ liên hệ số điện thoại này đây. Minh Biker. Rồi, ok. Biết sao mình phải che biển số, tại vì có những người người ta bán xe á, anh em bán xe cho Minh á, thì anh em muốn bảo mật thông tin cho anh em thì mình sẽ che lại. Còn những mà xe nào mà anh em muốn bán đi thì mình sẽ công khai hết biển số lên, số này nọ lên. Còn có những anh em ta bán xe người ta không có thích rầm rộ hay là gì đó. Đó, cho nên mình yêu cầu của khách hàng là Verdex mà.
Rồi thì tiếp theo một cái nữa mình nói về cái đồng hồ con xe này ha, cho anh em mua xe anh em dễ, 40 mấy triệu có con xe. Con xe này có báo giờ, báo km, báo xăng, có báo số mo đó, anh em thấy chưa? Nhưng mà nó không có báo số nha anh em đó. Thì đối với những anh em tập chơi á thì anh em phải mua cái báo số phía sau để cho nó báo số. Con xe này gồm có 6 số và số 6 của nó theo như mình tìm hiểu là số 6 của nó rất là yếu, chạy từ số 1 đến số 5 thì rất là ok đó. Rồi thì bình xăng con này á, thì nó cũng giống như là R15 thôi, chìa khóa nó cũng giống như R15 thôi đó. Thì mở lên đó, mở bình xăng lên xong, đơn giản không có gì khác biệt. Và ở đây cái nút đề của nó khác cái nút đề của R15 nha anh em. Đây nút đề của này là bấm gì đây, sẵn anh cho anh em nghe tiếng bô. Và anh em nào mà sợ công an thì có thể lên con xe này, bởi vì sao, bô zin móc nhẹ đó. Nút đề của nó là gạt xuống nha anh em, có nghĩa cái này nè, gạt xuống, gạt xuống rồi. Bô zin móc nhẹ rất là ấm. Bô zin móc nhẹ rất là ấm. Đây ở công tắc của con R15 thì nó sẽ khác, nó bật lên bật xuống nè, bật lên bật xuống ha. Nhưng qua con TFX này nó lại khác đó. Đèn chiếu sáng của nó đây, anh mở đèn em thấy không, thấy đèn không em, thấy không, thấy không? Ok, cho anh em xem hệ thống chiếu sáng của nó đó. Đó thì ở Minh á, là Minh là 1m7 thì ngồi con xe này thoải mái, ok, ngồi con xe này thoải mái rất là ok, xe máy móc rất là êm. Ôm bình xăng chạy rất là an toàn ha anh em ha. Bình xăng của nó to, ôm bình xăng rất là đẹp. Nghe nói hồi xưa á, con này là tiểu mi, người ta gọi nó là Z1000 mini. Uầy, uầy, trời ơi, chó quá trời luôn, ở đâu rồi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, đi vệ sinh nè. Rồi, vô clip luôn mấy con. Ơi, đây con kia sao có chút xíu à. Rồi thì con này nhớt nhau rồi thì nó cũng ăn giống như là R15 thôi, cũng không có quá là hao đâu. Thì nó tiết kiệm, nói chung là mấy con 150 này nó rất là tiết kiệm, anh em không cần phải nghĩ đâu, mua về là chạy thôi đó. Thì những gì mình giới thiệu hết rồi. À cái này á, đặc biệt cái gấp con này rất là đẹp, con này rất là đẹp, gấp rất là đẹp. Anh em nhìn đi, người ta hay đổ gấp TFX cho những con xe khác á, con này điểm đặc biệt nó là gấp đẹp. Cái này đi chắn mưa rất là tốt, về này chắn mưa rất là tốt, nhiều người ta đổ này lên nè, chắn mưa rất là tốt. Đó, cái điểm mạnh của con này. Và cái yên sau thì chở bạn gái ok, thoải mái quá thì cũng không đến nỗi, nhưng mà ok. Nó với số tiền 40 mấy triệu anh em có sở hữu một con xe rồi. Zinx ơi, lên ngồi thử coi cho mọi người xem. Ví dụ anh em có người yêu, bạn gái hay là anh em muốn cô gái thì anh em có thể mua xe này ngồi thoải mái không? Thoải mái không? Thoải mái không? Thoải mái như con gà mái à. Chạy nha. Rồi, như vậy là cái clip ngày hôm nay tới đây thôi, quay đủ cho anh em xem được rồi, chủ yếu là anh em mua xe là chính. Chứ cái những con xe này mình review quá nhiều rồi, cũng không có cần review nữa. Rồi, dọc. Trời ơi.